8 tiếng chờ đợi ở đây để chờ chuyến bay tiếp theo về Việt Nam. Và mình sẽ review cho mọi người xem là nếu mà thuê phòng ngủ ở sân bay Dubai thì nó giá bao nhiêu tiền nhé. Rồi, đây các bạn thấy là nó giống như những cái lều mà chúng ta có thể thuê ngủ qua thôi. Và trong này thì mọi người sẽ có một cái giường nằm. Ở đây mọi người có thể tăng giảm cái chiều cao của giường là ngả ra phía trước hoặc là phía sau. Chúng ta sẽ có một cái gối. Hết cái mái che bên trên này là phải kéo thủ công nha. Những cái lỗ trống bên trên để có ánh sáng từ ngoài vào và cũng như phải có không khí để thở. Ở đây thì mọi người sẽ có khá là nhiều cổng sạc USB hay là ổ cắm điện. Mỗi tội là chúng ta phải có chân chuyển cơ. Với người châu Á mình thì mọi người có thể nằm thoải mái, còn với những người châu Âu thì người ta chắc cũng sẽ nằm vừa khít luôn. Đặc biệt nữa là nó ồn vô cùng. Mình nghe rõ mọi người ngáy xung quanh rồi nói chuyện. Với mức giá 2.2 triệu cho 6 tiếng đồng hồ thì thực sự ra nói nhiều người sẽ bảo là đắt, nhưng mà với cái việc là mình lo ngại nếu mà ngủ quên ở bên ngoài dễ bị móc túi thì đấy là một cái mà mình sẵn sàng đánh đổi. Còn nếu các bạn mà thuê khách sạn trong sân bay này nó giá lên tới 140 đô cho một tiếng cơ. Lúc đó cái nào sẽ là cái đắt hơn?